cái lôi luôn. Xin chào quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi tối hôm nay em đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu đúc 3 tấm kiên cố. Ở đây đang còn 2 căn trục chính này nha. 2 căn đang bật đèn sáng này. Căn kế bên kia chủ đã mua về hôm kia rồi, đặt cọc và xin về ở luôn. Còn 2 căn nhà này đang gửi bên mình bán. Mặt tiền rất là đẹp, trục chính, mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty rất là tốt nhé. Vị trí này, đường 9m thông, vỉa hè mỗi bên 3m. Ở đây có khu dân cư, trục chính ở đây, ở đây có quán cà phê này. Ở đây mình vừa ở vừa kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương cũng như Thủ Đức, hãy liên hệ với em Sơn theo số hotline số 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú thuộc ngã 6 An Phú. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Khu vực Dĩ An cũng như khu vực Thuận An em có đăng rất nhiều mẫu nhà bán, nhà mặt tiền đường buôn bán hoặc biệt thự buôn bán, biệt thự ở, biệt thự nghỉ dưỡng rất là nhiều nha. Nhà phố cũng như nhà cấp 4, nhà 1 trệt 2 lầu. Hôm nay em review cho quý vị một căn nhà vị trí rất là đẹp nha. Quý anh chị đón theo dõi kỹ video của em. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A, ban công vuông. Mặt tiền dưới đây được chủ nhà ốp gạch lên tới trên luôn. Ở đây chủ nhà có để đường dây camera cho mình nè. Vị trí nhá. Di chuyển vào trong. Cửa chính đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Ở ngoài mình có 1 lớp cửa cuốn đức, phía trong là 1 lớp cửa kiếng cường lực trong suốt ở đây nhá. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là chắc chắn. Di chuyển vào trong đây mình có sân đậu xe hơi này. Sân đậu xe hơi đây nhá. Phía trong là phòng khách. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trần căn nhà này. Nhà rất là đẹp nha. Vách hai bên được chủ nhà ốp nhựa giả đá lên tới trên luôn. Ở dưới thì được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m2. Ốp gạch nha. Nhà thiết kế rất là đẹp này. Phía hông bên tay phải nhà mình, đây là cửa cuốn đức này. Di chuyển vào trong phòng khách nhé. Phòng khách được chủ nhà trang trí rất là đẹp. Bên đây có các đường dây camera cũng như dây cáp, dây nét ở đây được chủ nhà đi sẵn ở đây hết nhé. Trên đây có quạt trần ngay không gian phòng khách nhà mình. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Ngăn cách giữa cầu thang phòng khách phòng bếp có các kệ ở đây mình để bình bông, để rượu đây nhá. Bên đây có 1 tủ rượu rất là đẹp này, mình có thể để các chai rượu cũng như bình bông bên đây. Di chuyển ở trong đây mình có không gian phòng bếp rất là rộng nha. Phòng bếp này mình có thể kê bàn ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái luôn. Tủ được chủ nhà làm 2 dàn tủ trên và dưới rất là đẹp nha. Vách thì được chủ nhà ốp kiếng cường lực sơn màu xanh nhạt sáng nhá. Bên đây mình để tủ lạnh 2 cánh thoải mái luôn. View này mình kê bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế đây này. Tuyệt vời luôn nha. Nhà thiết kế rất là đẹp. Phía sau mình có lối thoát hiểm 1m ở đây này. Hôm nay đầu mùa mưa, mối đang ra rất là nhiều này. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Nhà ở Bình Dương và Thủ Đức, khu vực Bình Dương thì có Thuận An, Dĩ An. Em có đăng rất là nhiều. Phòng vệ sinh ở dưới này.
Phòng vệ sinh ở dưới thì chỉ dành cho khách là chủ yếu thôi nha. Ở trên nội thất cơ bản của các phòng vệ sinh rất là ok, quý vị đón xem nội thất của các phòng vệ sinh ở trên như thế nào nha. Bây giờ mình cùng lên trên khám phá phòng ngủ cũng như phòng thờ ở trên. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ gò đỏ nhé, và kiến cường lực rất là chắc chắn nhé. Nhà được chủ nhà thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là chắc chắn. Tủ rượu này, kệ trang trí nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên đây để khám phá lầu trên. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch xả gỗ này, bên đây thì được lót gạch bóng kiến nhé. Phòng ngủ đầu tiên này có cửa sổ bên hông, cửa sổ sang bên khu lối thoát hiểm đằng sau. Không gian cầu thang này có một bức tranh rất là đẹp này. Đây là phòng vệ sinh rất là ok nha. Như em giới thiệu, phòng vệ sinh này có vòi tắm đứng sen thuyền, bồn tắm nằm, chậu rửa mặt xinh xắn ở đây, cũng như bồn cầu rất là đẹp nha. Quý anh chị đang xem, nếu thấy mẫu nhà này đẹp, hãy tặng cho em Sơn một like, nhớ ấn đăng ký kênh. Nếu thấy mẫu nhà này hợp lý thì mình có thể áp dụng xe theo nhé. Phòng ngủ này rất là rộng này, đây có thể làm phòng master. Mình kê bàn làm việc bên đây, kê giường ngủ, kê tủ áo, kê bàn trang điểm, thoải mái luôn nha. Phòng này cực rộng luôn. Phòng này có thể ngăn được thành hai phòng ngủ luôn nha. Bây giờ mình lên trên tham quan phòng thờ cũng như phòng ngủ trên cùng, cũng như sân phơi. Cầu thang rộng rãi này. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em, hẹn gặp em ở ngã 6 An Phú, hoặc alo cho em sẽ chỉ đường đi xem nhé. Nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3 tỷ 599 triệu, có thể coi là 3 tỷ 6 nhé. Đây là phòng giặt nè. Phòng giặt này đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ rồi. Trên đây chủ nhà đúc luôn nhé. Trên cùng này chủ nhà đúc luôn. Đây để máy giặt này. Khoảng trống cầu thang này có một giếng trời ở đây nhé. Nội thất cơ bản rất ok. Đây là phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà. Nội thất rất là xịn sò. Vòi tắm đứng sen thiền này. Bàn cầu đúc tô tô, chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Phòng ngủ thứ ba của căn nhà nhé. Nhà đẹp tuyệt vời luôn. Phòng thờ rộng rãi này. Phòng thờ này rất là rộng nha. Quý vị là không có nhu cầu làm phòng thờ thì có thể làm phòng ngủ thứ tư ở đây được. Là đây phía trước rất là đẹp nha. Đường này, đường rộng, quán cà phê này, trí rất là ok nha. Nhà rất là đẹp. Giá chỉ có 3 tỷ 599 triệu thôi. Quý vị có nhu cầu alo cho em để em dẫn đi xem nhé. Rồi, cảm ơn quý chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây. Vị trí ngay quán cà phê này.